quả World Cup nữ 2023, Tây Ban Nha lần đầu tiên vào chung kết. Đội tuyển nữ Tây Ban Nha lần đầu tiên vào chung kết World Cup sau khi đánh bại Thụy Điển với tỷ số 2-1. Trận bán kết đầu tiên của World Cup nữ 2023 là cuộc bạo sức giữa Tây Ban Nha và Thụy Điển. Đội tuyển nữ Tây Ban Nha nhanh chóng thể hiện sức mạnh bằng một thế trận áp đảo. Đội bóng xứ Bò Tót kiểm soát bóng ấn tượng và khiến đối thủ phải lùi sâu về phần sân nhà. Cơ hội đến với Tây Ban Nha nhưng chưa thực sự rõ ràng. Jennifer Hermoso, Alba Redondo hay Aitana Bonmati vẫn có những cú dứt điểm đáng chú ý nhưng hàng thủ Thụy Điển thi đấu tập trung. Đội bóng Bắc Âu chủ yếu tập trung vào khâu phòng ngự. Khi có bóng, họ truyền dài ra hai biên trước khi tạt bóng vào vòng cấm cho Fridolina Rolfo hay Stina Blastinius. Cách chơi đơn giản của Thụy Điển mang đến hiệu quả khi họ có ưu thế lớn về thể hình và thể lực. Tuy nhiên, thủ thành Qatar cô bên phía Tây Ban Nha chơi ấn tượng. Cuối hiệp 1, Tây Ban Nha tiếp tục gia tăng sức ép nhưng khi Alexia Putellas chơi dưới sức, những đường truyền quyết định của Tây Ban Nha không có được hiệu quả cao nhất. Bước sang hiệp 2, đội tuyển nữ Thụy Điển bất ngờ đẩy cao đội hình và gây áp lực với các hậu vệ Tây Ban Nha. Những lỗ hổng ở hàng thủ áo đỏ dần xuất hiện. Đội tuyển nữ Thụy Điển vẫn trung thành với những pha bóng bổng của mình. Lestinius, Wolfo đều có cơ hội nhưng họ chưa thực sự sắc sảo để mang về lợi thế cho Thụy Điển. Tuy nhiên, đội bóng này chỉ có thể duy trì sức ép trong khoảng 15 phút đầu hiệp 2. Đội tuyển nữ Tây Ban Nha tiếp tục tấn công mạnh mẽ và đạt được mục đích. Phút 81, Hermoso khống chế bóng đẹp mắt trước khi có đường truyền cho Sala Tagalilo dứt điểm trái phá mở tỷ số trận đấu cho đội tuyển nữ Tây Ban Nha. Trong thế không còn gì để mất, đội tuyển nữ Thụy Điển vùng lên và bất ngờ có bàn gỡ. Phút 88, Wolfo tạt bóng cho Lina Hertzic. Cầu thủ này làm tường để Rebecca Blondis đệm bóng cận thành gỡ hòa cho Thụy Điển. Cuộc rượt đuổi tỷ số chưa dừng lại ở đây. Chỉ một phút sau, hậu vệ Olga Carmona sút xa đẹp mắt đánh bại thủ thành Musovic nâng tỷ số lên 2-1 cho đội tuyển nữ Tây Ban Nha. Thời gian còn lại không đủ để Thụy Điển gỡ hòa. Chung cuộc, Tây Ban Nha là đội giành chiến thắng và lần đầu tiên trong lịch sử vào chơi trận chung kết của các nữ 2023. Kết quả, Tây Ban Nha 2-1 Thụy Điển. Ghi bàn. Tây Ban Nha, Carvalho 81, Olga Carmona 89, Thụy Điển, Rebecca Blondis 88. Đội hình Tây Ban Nha vs Thụy Điển. Tây Ban Nha, Catapo, 23 TM, Onabacho, 2, Ivan Paret, 4, Leia Codina, 14, Onda Carmona, 19, Teresa Avialiva, 3, Etana Bomachi, 6, Alexia Kucharas, 11, Mariona Kalinji, 8, Jennifer Hermoso, 10, Alba Redondo, 17, Thụy Điển, Jessica Musovic, 1 TM, Zona Anderson, 2, Magdalena Eriksson, 6, Amanda Eisdech, 13, Natalie John, 14, Kosova Aslani, 9, Filippa Angeldo, 16, Fridolina Rolfo, 18, Johanna Kanarit, 19, Elin Rubenson, 23, Stina Blastinius, 11,